Xin chào các bạn. Hôm nay các bạn đều học thì khối với mình nhá. Bây giờ đây là circle. Đó, hình tròn đấy các bạn ạ. Đây là ngôi sao. Tò. Đây là hình chữ nhật. Rectangle. Đây là hình gì đây các bạn ơi? Hình tam giác là triangle. Đây là hình vuông, tiếng Anh là square. Đó. Bây giờ mình sẽ đọc lại từ đầu nhé. Yeah. Circle hình tròn. To. Hình ngôi sao các bạn ạ. Rectangle là hình chữ nhật. Triangle là hình tam giác. Square là hình vuông đấy các bạn ạ. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn hãy đọc về hình khối với mình nha. Hẹn gặp lại các bạn. Mấy hôm nay mình toàn đóng buổi tối thôi, nên là mình không thể nào mà đóng được người tiết, bởi vì mẹ mình chưa làm được người tiết khởi động ấy.